Xin chào toàn thể các bác. Hôm nay thì chúng em lên một cái video so sánh giữa hai mẫu loa cho toàn thể các bác và anh em cùng hiểu thêm về những cái dòng loa của CAF anh em nhé. Hiện nay thì cũng có khá là nhiều câu hỏi với tuyên vụ chúng em rằng là em ơi, giữa cái mã loa MC12 và Navo 112 thì cái mã nào nó hay hơn và nên chọn cái mã nào, bởi vì trong hai cái sản phẩm này thì giá nó chỉ chênh nhau hơn 1 triệu đồng một cho một đôi. Đấy, và tại sao lại 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 có cái mức giá nó như vậy? Đó thì thường những cái dòng hãng ấy thì họ sẽ chênh nhau khoảng vài triệu như một đôi, nhưng mà đây chỉ có chênh nhau có hơn 1 triệu. Nhưng tại sao lại như thế? Thì hôm nay thì sẽ làm một cái video mà sẽ phân tích cho anh em để anh em hiểu rằng là nên mua cái dòng nào. Đó. Thì hai cái mã loa này, Navo 112 và CMC 12, nó đều có những cái công năng khác nhau các bác nhé. Nó đều có cái công năng để các bác sử dụng, nó mục đích nó khác nhau. Đấy, đầu tiên thì em sẽ nói về thiết kế và nói về cái cấu hình của loa trước, và sau đó thì em sẽ đánh giá tổng thể về cái chất âm. Nói về cái thiết kế thì các bác thấy rằng là riêng thằng MC12 này, nó thứ nhất là nó thùng nó nhỏ hơn này, thùng nó nhỏ hơn so với thằng Navo 112 này, và các bác thấy rằng nó thấp hơn một chút này. Em sẽ để nó gần vào nhé. Đây, các bác thấy không? Nó thấp hơn một chút so với cái ông Navo 112 này, đúng không? Thùng nhỏ và thấp hơn. Đó thì còn về cấu hình đằng sau đây, em sẽ quay ra phía sau cho anh em cùng xem nhé. Cấu hình của MC12 thì cái quả này nó là công suất là 300W, trở kháng 8 ôm và độ nhạy lên tới 97 decibel. Đó, 97 decibel nhé. Rồi bên này Navo 112. Đấy, Navo 112 thì nó sẽ là công suất là 400, tức là cao hơn con MC12 là 100W này. Độ nhạy là 98 dB, cao hơn MC là 1 dB, đúng không ạ? Và trở kháng là 8 ohm bằng nhau. Nhưng mà tần số thấp của cái con Navo 112 này nó sẽ là 55 Hz. Đấy, tần số thấp là 55. Thế con MC thì của nó là 65 cơ. 65. Đấy, thì đó là về cái cấu hình. Thì em thấy rằng nói về cái cấu hình thì MC thì hoàn toàn là nép vế hơn so với Navo 112, bởi vì Navo 112 thì giá hiện tại đang bán là 14 triệu 200 nghìn, còn MC 112 thì đang bán với giá là 12 triệu 500. Đó thì tức nghĩa là nó chênh nhau tầm hơn 1 triệu một đôi. Và về đánh giá về cái chất âm, đấy, chất âm nhé, thì riêng Navo 112 thì nó chuyên về mic. Đấy, nó lợi về tiếng vocal, tức là lợi mic. Đấy, để mà anh em làm monitor này, đây họ thiết kế sẵn cho anh em nhé. Đó, anh em có thể đặt đặt nằm để làm monitor. Đấy, riêng mà Navo 112 họ thiết kế hết rồi. Đấy, tức là cái dòng này anh em có thể làm center này, làm nơi này, hoặc là làm monitor cho sân khấu trình diễn này, sân khấu ngoài trời, hoặc là phòng hát karaoke thì rất là ok luôn. Đấy, để mà anh em dùng cái công năng đó thì rất là ok. Thế còn để mà nói về MC, đấy, thiết kế thùng thì nó khá giống, nó vát vát giống nhau. Thế nhưng mà riêng MC thì nó lại cho ra cái chất âm bát trung chép nghe rất là rõ ràng, nó đều nhau, nó không như là Navo này. Navo này nó chỉ lợi mic thôi, nhạc thì không bằng được MC12, nhạc thì không thể bằng được. Đấy, nhạc thì không thể bằng được MC12, nhưng tiếng nhạc MC rất là hay. Đấy, còn về cái tiếng mic thì riêng CAF của cái dòng MC112 này, 12 này thì nó cũng khá là ok rồi. Trong cái tầm tiền 12 triệu rưỡi thì em đánh giá cái tiếng mic của cái dòng MC12 này nó ok các bác ạ. Đó, thì đó là cái mà em muốn nói với em rằng là về cái công năng để các bác có thể là tìm hiểu và lựa chọn cho mình. Ví dụ như anh em sử dụng không gian gia đình, theo em loa này rẻ hơn, anh em vẫn dùng loa này tốt hơn. Đó, đó là sử dụng cho dàn karaoke gia đình nhé. Còn anh em mà mục đích là muốn mua một đôi monitor này, làm lời này, muốn làm loa center cho phòng hát này, đó thì chúng ta sử dụng loa này thì sẽ chắc chắn là sẽ ăn chắc với đôi MC12. MC12 nếu mà nói tiếng mic thì không thể bằng được. Đấy. Thế nhưng mà tiếng nhạc thì chúng ta mua về làm mua về để mà hát karaoke ở nhà thì tiếng nhạc nó vẫn chưa 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 bằng MC. Đấy, và bởi vì là chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng hát, đúng không ạ? Đúng không ạ? Mà cũng có lúc mà chúng ta nghe nhạc và cũng yêu cầu là cái tiếng nhạc nó phải đều, nghe nó phải hay. Đó, tiếng nó phải sáng thì MC12 nó vẫn là lựa chọn để anh em sử dụng cho gia đình.
Đó thì đó là về cái công năng nhé. Đấy, cái hy vọng là sau cái video này em giải thích cho anh em để anh em hiểu, bởi vì nhiều anh em cũng bảo là test cho anh nghe, và thực sự là em test thử rồi, em quay rồi, em quay để em test rồi, nhưng mà trên cái điện thoại nó lại không thể hiện rõ được, nó điện thoại nó không thể hiện rõ được các bạn. Đấy, cho nên là em nghĩ rằng là mình test thực tế, test trực tiếp bằng chính cái đôi tai của mình đó, thì sau đó thì mình lại truyền đạt lại những cái gì mình cảm nhận được đấy để nói lên trong cái video này đó. Cho nên là khi mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ cố gắng là tìm hiểu làm sao để mua cho sử dụng đúng mục đích đấy, chứ nhiều lúc mà sai mục đích là nó sai cả một cái quá trình chúng ta ghép một bộ combo karaoke đó. Thì đây là chính là nhà hãng người ta cố tình người ta sản xuất ra để vào cái mục đích nào, với công năng nào để anh em có thể lựa chọn nhé. Đấy, và anh em có nhu cầu mua sắm về bất kỳ cái mã nào bên em thì hãy cứ alo cho bên em để bên em hỗ trợ nhé. Và xin chào các bác.